tập viên Hương Giang xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Y tế Nghệ An. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình NTV và trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Chương trình được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. Thưa quý vị và các bạn, viêm thanh quản là bệnh rất thường gặp, nhất là ở những người làm nghề bán hàng, MC, ca sĩ hay là giáo viên. Bệnh thường gây mất tiếng, khản tiếng, đặc biệt trong mùa lạnh này nếu không biết cách điều trị kịp thời, bệnh có thể trở nên nặng và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như chất lượng công việc và cuộc sống của người bệnh. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách phòng và điều trị bệnh viêm thanh quản cùng với sự tư vấn của bác sĩ Thạc sĩ Chu Kim Anh, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào biên tập viên Hương Giang. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng ạ. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị viêm thanh quản hãy gọi về số điện thoại 0386262999. Xin được nhắc lại số điện thoại 0386262999. Trước hết xin được trao đổi một chút với bác sĩ Chu Kim Anh ạ. Vâng, bác sĩ có thể cho biết là tại sao những người làm nghề như là MC, ca sĩ hay giáo viên hay bán hàng thì lại hay mắc bệnh viêm thanh quản ạ? Trước khi trao đổi về vấn đề này thì tôi cũng nói qua về cái cấu tạo của viêm của thanh quản. Thì thanh quản nó bao gồm các sùn, các cơ và các dây chằng. Thì và bên trong của thanh quản ấy là các dây thanh. Thì khi mà mỗi người nói hoặc là hát thì dây thanh sẽ rung lên và tạo nên những cái âm sắc và những cái giọng nói của mỗi người. Thì ở những ca sĩ, giáo viên và những người bán hàng ấy thì là những người đấy tức là sử dụng giọng nói nhiều thì nên dễ bị kích ứng âm thanh, và khi đấy là tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus dễ phát triển cho nên gây viêm thanh quản. Nhưng mà cũng không phải ai làm nghề này thì cũng tức là bị viêm thanh quản, bởi vì là những người mà biết giữ giọng này, giọng nói đều này, hoặc là những người mà nói về âm lượng vừa phải, biết giữ giọng và biết tức là hát đúng cách, hát đúng thì là cũng giảm được nguy cơ gây bệnh này rất nhiều. Vâng ạ. Vậy thì những cái nguyên nhân nào gây ra bệnh viêm thanh quản ạ, thưa bác sĩ? Về nguyên nhân viêm thanh quản thì viêm thanh quản ấy thì là gặp ở mọi thời điểm trong năm và thường gặp nhất là lúc giao mùa. Đấy thì ở những khi giao mùa ấy thì là vi khuẩn và virus dễ phát triển thì cũng dễ gây viêm thanh quản. Và nguyên nhân thứ hai nữa ấy, tôi muốn đề cập đến đó là những người tức là sử dụng giọng nói nhiều, ví dụ như là khi nãy cũng đã đề cập đấy đó, là những người phát thanh viên này, những người giáo viên, những người bán hàng hoặc là những người ca sĩ. Đấy thì là những người này cũng dễ gây viêm thanh quản. Nguyên nhân thứ ba nữa ấy, đó là những người làm trong môi trường độc hại, môi trường bụi bẩn hoặc là môi trường tức là có khói bụi nhiều. Đấy, và tôi lưu ý đến cái môi trường tức là môi trường tiếng ồn. Thì môi trường tiếng ồn ấy thì là ở những cái kỹ sư hoặc là công nhân làm ở trong nhà máy ấy, thì cũng thường dễ gây viêm thanh quản. Và cái môi trường tiếng ồn nữa là những người ngư dân vùng biển ấy, tức là khi phải gọi nhau nhiều ấy thì là cũng gọi to thì cũng dễ gây viêm thanh quản. Vâng ạ. Và một cái nguyên nhân nữa đó là các cái bệnh liên quan, ví dụ như là bệnh viêm mũi xoang này, viêm họng này, viêm amidan. Những cái bộ phận này tức là làm cho cộng hưởng âm thanh, giúp cộng hưởng âm thanh, cho nên là những gây khi mà có những cái bệnh này thường dễ gây viêm thanh quản. Và có những cái yếu tố nguy cơ, ví dụ như những người hút thuốc lá này, rồi những người là uống rượu nhiều, hoặc những người viêm dạ dày thực quản trào ngược các thứ thì cũng dễ gây viêm thanh quản. Vâng ạ. Vậy thì viêm thanh quản thường có mấy loại và biểu hiện của các cái loại bệnh này là như thế nào? Về phân loại viêm thanh quản ấy thì thường người ta phân loại thành hai loại, đó là viêm thanh quản cấp và viêm thanh quản màn. Viêm thanh quản cấp thì là thường là biểu hiện bệnh dưới 3 tuần và biểu hiện là lúc đầu là thường là bệnh nhân có những cái ho, sổ mũi, sốt, rồi là cảm, rồi ho khan, rồi có cảm giác như vướng trong họng, sau đó dần dần là khan tiếng, rồi là đến khi có khi thì mất tiếng. Đó, viêm thanh quản cấp thì thường là có thể gặp ở trẻ em, và ở trẻ em thì cái mức độ của viêm thanh quản nó nặng nề hơn, có thể có những cái gây nên khó thở và có những trường hợp thì là cũng rất chi là nặng nề. Còn viêm thanh quản màn tĩnh ấy thì là thường biểu hiện bệnh là trên 3 tuần và cái biểu hiện thường là bệnh nhân có cái ho khan, hoặc có cái khan tiếng, hoặc là mất dòng, hoặc là có thể là có những bệnh nhân ấy tức là khi mà nói nhiều thì rất chi là mệt, và nhưng mà cũng đôi khi ấy thì là triệu chứng duy nhất chỉ là khan tiếng mà thôi. Vâng. Vậy thì tôi muốn hỏi thêm một chút nữa là bệnh này thì có nguy hiểm không ạ, thưa bác sĩ?
Về nói về bệnh ấy thì mỗi bệnh thì có mức độ nguy hiểm của nó, nhưng mà riêng về viêm thanh quản ấy là nguy hiểm ở chỗ thứ nhất ấy, thì là cái thanh quản là nơi hẹp nhất của đường thở. Trong trường hợp mà viêm thanh quản cấp ấy, thì là đặc biệt là ở trẻ em thì cái khẩu kính của trẻ em, cái thanh quản của trẻ em ấy, nó chỉ bằng 1/3 của người lớn. Và cái khi mà viêm thanh quản cấp ấy, thì cái cả cái tổ chức ở lỏng lẻo xung quanh thanh quản nó dễ phù nê và nó bị một phần của cái thanh quản, cho nên dễ nó là gây khó thở. Đặc biệt là ở trẻ con, có những trường hợp là khi mà đến viện ấy thì ở trong tình trạng rất chi là nguy kịch, nên bác sĩ là phải cấp cứu kịp thời thì mới thoát khỏi cái tình trạng tức là nặng nề hoặc là tử vong. Thì còn về cái nguy hiểm thứ hai nữa ấy, tức là cái viêm thanh quản thì có thể là viêm thanh quản cấp về đứa trẻ em thì dễ dần đến là lan xuống phía dưới và dễ gây viêm khí phế quản. Và viêm thanh quản cấp nếu mà không được điều trị nhiều, điều trị kịp thời thì nó sẽ diễn đi diễn lại nhiều lần và nó dễ gây viêm thanh quản mãn tính. Và trong trường hợp mà viêm thanh quản mãn tính ấy, thì chúng ta cũng phải nên điều trị, chứ nếu không ấy, thì thanh quản mãn tính nó kéo dài thì dễ gây những cái bệnh ví dụ như hạt xơ dây thanh này, rồi là những cái bệnh u nang dây thanh hoặc là những cái nang thanh quản hoặc là bùng lý thanh quản, thì khi đấy cần phải phẫu thuật. Chưa kể đến là để lâu dài ấy, thì là nó sẽ gây nên cái ung thư thanh quản, cái khối choãn chỗ nó to rồi thì khi đấy là nó gây cùng bị thẹp đường thở và gây khó thở, rất nguy hiểm. Đấy, cho nên là lời khuyên của bác sĩ là cứ nếu mà bệnh nhân có khan tiếng khoảng 2 đến 3 tháng ấy thì nên đến cơ sở y tế khoa tai mũi họng chuyên khoa để khám và được tư vấn và điều trị kịp thời. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn vào 16:30 thứ bảy hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng truyền hình NTV và sóng phát thanh tần số 99,6 MHz và trên vệ tinh Vinasat 1. Mọi thắc mắc của quý vị về phòng và điều trị bệnh viêm thanh quản hãy gọi về số điện thoại 0386262999. Trong mục trả lời thư khán thính giả, chúng tôi xin được nêu một số câu hỏi như sau ạ. Câu hỏi đầu tiên là của chị Nguyễn Thanh Hương ở địa chỉ thanhhương78@gmail.com hỏi: tôi là nhân viên bán hàng, do công việc phải giao tiếp nhiều nên hay bị khàn tiếng vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy. Dù tôi thường xuyên uống nhiều nước ấm, khi trời lạnh bệnh càng nặng hơn. Xin hỏi bác sĩ tôi phải làm gì để giảm thiểu tình trạng này ạ? Xin mời bác sĩ tư vấn cho chị Thanh Hương. Dạ vâng ạ. Theo như bạn hỏi ấy, thì là bạn có hai vấn đề ở đây. Thứ nhất là bạn là nhân viên bán hàng, thế thì là cái bạn phải sử dụng giọng nói rất là nhiều, cho nên là rất có thể là bạn gây viêm thanh quản. Và trong những trường hợp này thì là tôi khuyên bạn là nên, thứ nhất là nên là tức là giảm hạn chế tức là nói, thứ hai nữa là sử dụng nói giọng nói tức là phải đều rồi chậm rãi. Thứ ba nữa, mình có thể là nhân viên bán hàng, mình có thể là nhờ người hỗ trợ để mình bán hàng cùng với mình. Và trong trường hợp mà tức là viêm thanh quản thì là mình phải nên đi điều trị. Thứ hai nữa, có một yếu tố bạn nói tức là bạn đã bị tức khan tiếng vào buổi sáng, thì cũng bạn cũng nên đến cơ sở khám chữa bệnh để khám và để xem thử là nguyên nhân bệnh là gì. Có thể là do là nguyên nhân của mũi xoang đấy, thì nó sẽ làm cho bạn là đêm ngủ thì bạn sẽ ngạt mũi, và khi đấy là bạn phải hạ miệng nó thở, thì buổi sáng dậy là rất là khô khẩu cổ họng, và là khi đấy là dễ gây viêm thanh quản. Thì tốt nhất là bạn đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để khám và được tư vấn thêm. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Lúc này thì kỹ thuật viên thông báo là đã nối máy được với khán thính giả đầu tiên gọi điện về cho chương trình ạ. Vâng ạ, có trục trặc về đường truyền nên chúng tôi xin được nêu câu hỏi tiếp theo của khán thính giả, địa chỉ phạmhoaizang.8.1@gmail.com hỏi: thưa bác sĩ, tôi bị viêm thanh quản mãn tính đã 3 năm nay, uống nhiều thuốc kháng sinh nhưng chưa khỏi. Hiện nay tôi bị đau họng và khàn tiếng, đặc biệt có cảm giác khó chịu lúc nói to. Mong bác sĩ tư vấn giúp tôi cách chữa trị căn bệnh này ạ. Xin mời bác sĩ tư vấn cho khán thính giả này. Vâng ạ, bạn nói là bạn đã bị khan tiếng 3 năm, nhưng mà bạn thứ nhất là bạn không nói đề cập đến bạn làm nghề gì, thứ hai nữa là bạn không nói là bạn khám ở đâu và đã uống thuốc kháng sinh gì. Nhưng mà tôi cũng khuyên bạn là tức là bạn phải nên đi khám ở bác sĩ để tìm, thứ nhất là tìm nguyên nhân để xem là nguyên nhân gây khan tiếng của bạn là gì, và thứ hai nữa là người ta trước dưới ánh sáng của nội soi tai mũi họng thì người ta thấy được cái tổn thương thanh quản và tư vấn cho bạn. Bởi vì thật ra mà nói bạn để khan tiếng
kiến 3 năm thì cũng đã hơi lâu. Đấy thì là nó có những cái nguy cơ nguy hiểm nhất định, nên bạn phải đi khám và xem tổn thương hoặc là dây phù nề dây thanh hoặc hạt sơ hoặc là nang hoặc là có những vấn đề gì đấy thì người ta sẽ điều trị cho bạn kịp thời. Vâng ạ. Tôi muốn hỏi thêm một chút là với những cái người mà bị viêm thanh quản mãn tính thì có nên là thường xuyên súc nước muối loãng thì có thể giảm được cái tình trạng này không ạ? Trong cái phòng và điều trị của viêm thanh quản ấy thì là người ta cũng khuyến cáo, tức là mình nên dùng nước ấm, tức là mỗi ngày nên dùng nước ấm, và khi phải nói nhiều thì thường là phải nhấp dòng hoặc là súc họng nước muối nhạt hàng ngày. Vâng. Thì đó là một điều rất tốt. Vâng ạ. Kỹ thuật viên thông báo là đã nối được với khán thính giả đầu tiên là chị Vinh, 35 tuổi, đến từ Hà Tĩnh. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Dạ, xin chào chương trình sức khỏe của bạn. Dạ, xin chào bạn ạ. Vâng. Chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, em muốn hỏi nhờ bác sĩ tí là em thì thỉnh thoảng bị khan tiếng á, thì có người có bay cho là sử dụng mật ong với cả quất, ngâm với quất hoặc là chanh, thì để ngậm, thì theo ông bác sĩ thì có nên sử dụng cái phương pháp đó không ạ? Tức là bạn nói là dùng ngậm chanh, quất, mật ong và ngậm xuống phân bỉ đó. Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Thì tức là bị khan tiếng. Bị, tức là bạn bị khan, thỉnh thoảng bị khan tiếng ấy ạ. Thì trong trường hợp này thì tôi tư vấn cho bạn như sau, có nghĩa là trong trường hợp mà bạn vì thỉnh thoảng bị khan tiếng viêm thanh quản ấy, thì là cái bài thuốc mà chanh, quất, mật ong, đó là một cái bài thuốc là tức là rất là tốt, mà từ truyền từ cha ông để lại, bài thuốc dân gian tốt. Nhưng mà trong tức là chanh, quất, mật ong, và nhưng mà trong trường hợp bạn bị, ví dụ là có những trường hợp có những người là bị có hội chứng trào ngược do viêm dạ dày thực quản ấy, thì là cũng hạn chế nên sử dụng chanh. Còn trong trường hợp mà tức là nếu mà bạn mà bảo là khí đấy nên ngậm chanh quất thì đó là điều tốt, còn nếu mà dùng thuốc kháng sinh sulfamid thì tôi lại khuyên bạn là nên không dùng, là bởi vì thứ nhất là có ba lý do. Thứ nhất ấy là khi mà dùng sulfamid thì sulfamid là một loại kháng sinh. Đấy thì là kháng sinh này khi mà mình mà chỉ ngậm một vài đối viên ấy thì vô tình bạn đã làm cho cái sự kháng thuốc. Đấy thì bởi vì là liều sử dụng kháng sinh là phải giảm 7 ngày. Thứ hai nữa thì trong cái sulfamid thì là nó thuộc kháng sinh sulfamid nó thải hoàn toàn qua thận. Đấy thì những cái tinh thể của sulfamid thì nó sắc nhọn, đấy nó có thể làm tổn thương thận và có những trường hợp là gây vô niệu, cho nên người ta thường khuyên là khi mà sử dụng sulfamid thì phải uống thuốc, tức là uống với nhiều nước. Thứ ba nữa ấy, là kháng sinh sulfamid là một loại thuốc kháng sinh dễ gây dị ứng thuốc, thì có những người ngậm sulfamid xong thì là tự nhiên là khan tiếng và khó thở không nói được, thì là vô tình để làm nên cái tình trạng viêm thanh quản cấp, phù nề thanh quản, cho nên là khi đấy lại phải có tình trạng dị ứng, cho nên là phải đi xuống viện để cấp cứu hoặc là điều trị. Vâng ạ. Dạ rồi. Chị ơi, chị có hỏi gì thêm đúng không ạ? Dạ thôi ạ, em cảm ơn vâng bác sĩ ạ. Cảm ơn chương trình. Vâng, xin chào chị và cảm ơn chị đã gọi điện đến cho chương trình ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bác Thường ở Nam Lộc, Nam Đàn ạ. Xin chào bác ạ. Dạ vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Vâng ạ, bác ơi, bác có thường xuyên theo dõi chương trình sức khỏe của bạn không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ, bác xem truyền hình hay là xem nghe qua radio ạ? Dạ, như cháu là có đứa cháu nó mới sinh được hơn tháng bác sĩ. Vâng. Dạ. Bây giờ là cháu nó ho mà bài thuốc cho chanh bị cam thảo á. Dạ. Bị hè hấp lên cơm tô cháu uống mà thấy cháu vẫn ho. Dạ. Thì nhờ bác sĩ tư vấn cho ạ. Dạ, chào bác ạ. Dạ. Dạ, như bác nói thì là cháu của bác ấy thì là mới có hơn một tháng. Dạ, cháu ruột của bác hơn một tháng tuổi. Thì thật ra mà độ tuổi dưới 2 tháng ấy thì thường là lời khuyến của bác sĩ là nên xuống viện để kiểm tra và điều trị, mặc dù là bác đã dùng thuốc, là dùng những cái bài thuốc dân gian, ví dụ chanh, quất, rồi là hè hấp các thứ mà không được, thì cháu nghĩ là bác nên xuống viện để điều trị, bởi vì cái lứa tuổi này ấy là khi mà đó có ho, có tức là sốt, có ho hoặc là có những cái triệu chứng bất thường thì thường là ở trẻ con những cái lứa tuổi này rất chỉ là nhạy cảm, nên bác phải xuống viện. Còn dùng những cái thuốc đấy thì cũng tốt thôi ạ. Và nhưng mà nếu mà bà không được thì bác phải xuống viện, là bởi vì là chanh, quất, mật ong nhưng mà dùng tốt được, nhưng mà bác phải dùng là với lượng vừa phải, như ở trẻ con thì là mình dùng nhiều các thứ nó dễ sặc.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với khán thính giả là anh Diệu, 27 tuổi ạ. Vâng, xin chào anh ạ. Alo. Alo, em chào chị ạ. À, chào anh. Anh có thể giới thiệu là anh đến từ đâu mà? Anh gọi điện từ đâu ạ? Dạ, em là Diệu, quê ở Hưng Nguyên chị ạ. Vâng, anh có thắc mắc gì anh có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ. Dạ vâng, em có cái câu hỏi này em muốn hỏi trực tiếp bác sĩ thì được không ạ? Dạ vâng, chào anh ạ. Dạ em chào chị ạ. Chị ơi, cho em hỏi để là em thường xuyên ở vào cái mùa đông á chị ạ, mùa lạnh á. Dạ. Thì em đi khám bao nhiêu chỗ mà kiểu cái hiện tượng ho của em cũng đỡ. Thì hiện tượng ho đấy chị. Dạ. Thuộc nào đi khám mà đi siêu âm hết nội soi gì chả ra kết quả gì cả. Mà giờ chả em chẳng biết thì nên như thế nào ạ. Tức là mỗi triệu chứng ho thế ạ? Dạ vâng, hiện tượng em ho. Còn rất họng ấy. Dạ. Tức là anh có kèm theo đau họng hay sụt hay gì không ạ? Không, mà em chỉ ho thì chả thòng thôi, nhưng chả có hiện tượng gì ngoài chị ạ. Dạ, thì trong trường hợp mà của anh ấy, tức là chỉ mỗi ho vào mùa lạnh thì thật ra mà ở trong cái bệnh của tai mũi họng ấy thì có một cái loại ho, tức là ho do kích ứng. Đấy, thì là khi đấy mặc dù là anh đã đi khám rất nhiều nơi, mặc dù anh đã dùng rất nhiều thuốc nhưng mà tình trạng ho của anh vẫn không khỏi, đúng không ạ? Vâng. Dạ, thì tôi thật ra mà nói trong vào mùa lạnh ấy, cái việc mà cái ho kích ứng này này thì giữ gìn cổ họng, tức là cái vùng họng ấy, đấy cho nó được giữ ẩm. Đấy, khi ra đường thì mình phải bịt khẩu trang này, rồi là mình phải quàng khăn vào và mình phải thường xuyên xúc họng được muối ẩm hàng ngày. Đấy, phải giữ, nói chung là những cái này thì là mình giữ gìn là chính, và mình dùng những cái loại thuốc dân gian, ví dụ như chanh, quất, mật ong các thứ mình dùng kèm theo. Chứ còn thật ra mà nói những cái thuốc, những cái bệnh này thì là dùng thuốc vấn đề kháng sinh chống viêm các thứ, bởi vì nó không phải là viêm nhiễm, bồi nhiễm. À, đấy thì là dùng thuốc thì nó cũng không phải là hiệu quả, nên mình giữ gìn là quan trọng và nâng cao cái sức đề kháng của mình, nâng cao thể trạng thì là có thể khắc phục được cái bệnh này ạ. Bệnh này có phải là bệnh ho do dị ứng với thời tiết không? Dạ, do dị ứng kích ứng đấy ạ. Vâng. Dạ, trong thế thì còn nên uống thêm thuốc dị ứng không ạ bác sĩ? Dạ, thuốc dị ứng thì là thật ra mà nói trong cái trường hợp mà ho mà dị ứng cảm thấy ngứa họng nhiều ấy thì mình có thể dùng trong 3 đến 5 ngày. Nhưng mà dùng những cái thuốc ho dị ứng, trong những cái thuốc ho mà ho kích ứng ấy, người ta có những cái nhà sản xuất người ta tạo sản xuất ra ấy, thì có trong thành phần của thuốc ho kích ứng đấy thì có thành phần chống dị ứng rồi, nên bạn có thể mua thêm cái thuốc ho để đi uống. Vâng ạ. Ừ. Anh có hỏi thêm gì nữa không ạ? Dạ, chào mời bác sĩ mật khẩu nữa được không ạ? Dạ. Vâng. Dạ, cho em hỏi thì giờ em có mời được con của em mới sinh được hơn 2 tháng đó chị. Dạ. Dạ, nó có hiện tượng thở hơi khe thì và cái cách nào để chữa thì cho nó khỏi cái hiện tượng đó không chị? Dạ. Thì vấn đề con của anh 2 tháng ấy, nên lứa tuổi này, như mà em đã nói, lứa tuổi này là lứa tuổi rất là nhạy cảm. Và khi cháu đã kho khe thì có 2 vấn đề. Vấn đề thứ nhất, anh kiểm tra xem ở nơi mũi của cháu ấy có ngạt hay không, bởi vì trẻ con ở lứa tuổi này thì là cái khóc mũi của cháu rất là hẹp. Đấy, thứ hai nữa là cái tình trạng trời thời tiết khô hanh nó rất dễ xuất tiết, nên mình phải thường xuyên nhỏ mũi nước ấm để sẽ tránh cái tình trạng cháu xuất tiết mũi nhiều và ngạt mũi. Thứ hai nữa là phải kiểm tra thêm vấn đề về hô hấp, phổi. Đấy thì nói chung là lời khuyên của em là nên anh nên đưa cháu đến chỗ cơ sở y tế, bệnh viện đấy để khám, để xem xét loại trừ những cái bệnh mà ví dụ bệnh phổi hoặc là ấy nguy hiểm đến tính mạng của cháu. Vâng ạ. Dạ, em cắt lời em hỏi bác sĩ thì đúng không ạ? Dạ. Thì hôm kia em có đưa cháu xuống cho bệnh viện nhí đấy. Dạ. Dạ thì bác sĩ nói cùng chụp chiếu thì bác sĩ phổi giống được anh đi kìa. Dạ. Dạ thì cùng bác sĩ cùng hướng dẫn cho về lại cái bánh như chị đến nghe chị biết có cái hụt không hụt đấy chị đó. Dạ. Và có em còn nhỏ thì nạp tí cứ lướt rúa thì có cái gì không hả chị? Dạ, anh có thể hàng ngày có thể nhỏ được muối 9 phân nghìn, được muối ấm vào 2 hốc mũi của cháu để nó có sự thông thoáng ở mũi. Và nếu mà xuất tiết nhiều thì có thể dùng dụng cụ ở nhà hút mũi để làm thông thoáng đường hô hấp của trẻ và tránh cái để hạn chế được cái sự khó khăn đấy ạ. Vâng ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đổi máy với vị khán thính giả tiếp theo ạ. Xin chào bác ạ. Dạ.
Vâng ạ, chị ơi, chị đến từ Đô Lương phải không ạ? Chị gọi điện dạ, từ Đô Lương. Em ở Thanh Chương ạ. À, chị từ Thanh Chương ạ. Vâng dạ. ạ. À, chị đang theo dõi truyền hình hay là radio ạ? Em theo dõi truyền hình chị ạ. Vâng, chị có câu hỏi gì thắc mắc với bác sĩ, chị có thể trao đổi trực tiếp đi ạ. Dạ. Vâng, chị cứ nêu thắc mắc của mình đi ạ. Dạ, tôi là Minh Hành ạ, quê ở Thanh Chương. Tôi có mình làm nghề bán hàng ạ. Bị khan tiếng liên tục, khan đã lâu. Vâng ạ, chị muốn hỏi điều gì ạ? Dạ, tôi đi khám rất nhiều nơi, điện kết luận là hạt sớ dây xanh ạ. Phải phẫu thuật. Tôi nghe nói bệnh này phẫu thuật là mất chồng cả đời. Tôi định đưa ra Hà Nội để khám và điều trị ạ. Vậy xin hỏi bác sĩ, bệnh này phẫu thuật có chữa được không ạ? Có gì nguy hiểm không ạ? Nếu được phẫu thuật thì nên làm ở đâu thì tốt nhất ạ? Rồi, cảm ơn bạn. Thì để trả lời câu hỏi của bạn thì là tôi cũng xin nói, tức là hạt sơ dây thánh ấy thì tùy mức độ và tùy cái tức là vị trí và tùy mức độ của dây thánh của hạt sơ thì có thể có nhiều phương pháp điều trị, trong đó có thể là dùng thuốc kháng sinh chống viêm tại chỗ nếu có bồi nhiễm và bơm thuốc thanh quản hàng ngày để cái hạt sơ đấy nó dần dần nhỏ đi. Nhưng mà trong trường hợp ấy, tức là điều trị không có kết quả, nội khoa không có kết quả thì thường là phải có chỉ định phẫu thuật. Và điều trị phẫu thuật thường là mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh, đưa lại cái dòng trong trẻo cho người bệnh. Và trong trường hợp của chị ấy, tức là người thân của chị là bán hàng thì có thể sử dụng dòng nói nhiều, và cái hạt sơ dây thanh ở những người mà bán hàng làm nghề sử dụng nói nhiều thì cũng rất thường gặp. Và trước đấy thì là cái khoa học chưa phát triển thì cái vấn đề phẫu thuật hạt sơ dây thánh thì nó có đúng là như bạn nói là có những cái tai biến nhất định, và đúng là có những người là mang lại nỗi khiếp sợ cho nhiều người bởi vì chảy bất dòng. Nhưng mà trong những năm gần đấy thì với cái trang thiết bị hiện đại và đội ngũ phẫu thuật viên chuyên gia giỏi đấy thì là những năm gần đấy thì hạn chế được rất nhiều những cái tai biến đấy. Và bạn cứ yên tâm, bởi vì là hiện tại tất hầu hết cả cái bệnh viện của tuyến tỉnh ấy đã giải quyết được vấn đề này. Trong đó bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An ấy, đặc biệt là có những cái bộ dụng cụ, tức là soi treo thanh quản này, bên dưới kính hiển vi, tức là phẫu thuật viên quan sát dưới cái kính hiển vi điện tử hiện đại, nó phóng đài rất nhiều lần để cho phẫu thuật viên nhìn được rõ cái hạt sơ, vị trí hạt sơ dây thánh, và nó sẽ phẫu thuật được cái hạt sơ dây thánh đấy, đem lại cái sự dòng nói trong trẻo cho người bệnh. Thứ hai nữa là khi mà phẫu thuật ra cái hạt sơ dây thánh hoặc cái khối u gì đấy thì là phẫu thuật viên sẽ gửi đi chuyên khoa của giải phẫu bệnh để sinh thiết, xem thử là cái hạt sơ đấy, tức là cái khối đấy là bản chất là gì. Và ở bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thì có cái khoa giải phẫu bệnh, tức là khi mà xem xét rồi trên kính hiển vi rồi là làm sinh thiết rồi, người ta thấy có nghi ngờ thì thường là người ta gửi đi hội chẩn qua mạng, qua cái trực tuyến đấy, để với các giáo sư của bệnh viện ca trung ương. Và cho nên là bạn yên tâm hoàn toàn, hãy đến với cái khoa tai mũi họng chúng tôi sẽ có thể tư vấn cho bạn, khám xét cho bạn có nên phẫu thuật hay không, và sẽ đem lại sự hài lòng cho bạn. Vâng, qua tư vấn của bác sĩ thì chị cảm thấy yên tâm rồi đúng không ạ? Dạ, tôi sẽ đưa người nhà đến khoa tai mũi họng bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa để khám ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với một khán thính giả gọi điện từ Diễn Châu ạ. Xin chào anh ạ. Rồi, đang nghe. Vâng ạ, anh ơi, anh cứ trao đổi trực tiếp với bác sĩ đi ạ, vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều nữa. Rồi, em biết rồi. Alo. Dạ, xin chào anh ạ. Em chào bác sĩ ạ. Dạ, chào anh. Em là Trần Văn Thức ở Diễn Châu. Dạ. Bữa nay dạ. Em đang điều trị cái bệnh viêm phế quản mãn tính mà lâu rồi. Dạ. Điều trị lâu cũng được. Bây giờ có đây em đang điều trị thuốc của bệnh viện Lao, nhưng mà uống từ bữa 20 ngày rồi mà không thấy đỡ. Bữa nay đang có cái thuốc chứ mà hít qua cái ống á. Một ngày hít 6 viên rồi. Đề gì mà 200 gì đó, cái gì đó bất kỳ.
tiếng nước ngoài nên cũng đọc được mà cũng không thay đổi, rồi bác sĩ tư vấn giúp em coi có thuốc gì hơn. Dạ, như anh nói là anh bị bệnh viêm phế quản ạ. Tức là họ, anh đã đi khám, anh đi khám ở đâu ạ? Ở bệnh viện Lao. Dạ, ở bệnh viện Lao, tức là người ta đã chẩn đoán cho anh là viêm phế quản ạ. Vâng, bị viêm phế quản. Thật ra mà nói là cảm ơn anh đã gửi câu hỏi này cho chúng tôi. Bởi vì thật ra mà nói hôm nay là chương trình của viêm thanh quản. Vâng. Nhưng mà tôi cũng xin tư vấn cho anh. Đó là cái viêm phế quản là một cái bệnh của nội khoa, thuộc chuyên ngành nội khoa. Khi mà bác sĩ ở bệnh viện Lao, tức là người ta đã chuyên khoa nội khoa rồi ấy, người ta đã chẩn đoán cho anh viêm phế quản. Thì tôi nghĩ là anh cứ nên yên tâm ở đó điều trị. Và không phải bệnh nào cũng ngày một ngày hai là nó có thể khỏi được đó, cho nên anh yên tâm điều trị. Ví dụ anh có thể, nếu mà bệnh của anh chưa thực sự hài lòng, chưa thấy khỏi bệnh, thì anh có thể trao đổi trực tiếp với bác sĩ người đã trực tiếp điều trị cho anh, để người ta khám lại và chỉnh thuốc cho anh để phù hợp với bệnh tật của anh, và chúc anh chóng khỏi bệnh. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, và xin cảm ơn bác sĩ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và chúng ta sẽ tiếp tục kết nối với chị Bình ở Hà Tĩnh ạ. Xin chào chị ạ. Alo, mẹ chị Bình ạ, con nằm. Vâng, xin chào chị Bình ạ. Dạ đấy ạ. Vâng, chị Bình ơi, chị cứ trao đổi trực tiếp với câu hỏi với bác sĩ đi ạ. Vì chúng ta, vâng, thời gian không còn nhiều lắm ạ. Dạ. Chị nêu vào thắc mắc của mình luôn đi ạ, không phải giới thiệu nữa đâu. Dạ. Vâng. Xin hỏi bác sĩ là tôi là bị bệnh sơ dây thanh quản, và bị nắng chuyển giáp mà cũng đi là bệnh viện khám nhiều lần nhờ, người ta cũng cho thuốc về uống nhờ, không phẫu thuật, bảo là phẫu thuật nó sợ bị mất hẳn tiếng. Mà trong vòng 3 năm thì dòng tôi nó quá khan, không thể hiện được. Khi hôm vừa rồi thì tối nay người ta bảo là uống cái thực phẩm chức năng thì nó đỡ, nhưng bây giờ mới uống chứ đằng tháng thì có người lại bảo là uống thực phẩm chức năng vào thì sau này con lành nó tái phát thì phải uống thực phẩm chức năng cả đời. Thì tôi gia đình nông thôn thì sợ không đủ tiền để theo cái thuốc thực phẩm chức năng, tôi muốn tư vấn hỏi bác sĩ thì liệu tôi nên dùng bằng phương pháp nào ạ? Dạ, cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình. Thì theo câu hỏi của chị ấy, ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, thì là chị có cái u nang ở tuyến giáp phải không ạ? Thứ hai nữa là chị có cái khan tiếng. Thật ra mà này, hai bệnh này có thể nó liên quan đến nhau, nhưng mà cũng có thể nó không liên quan đến nhau. Thì tôi khuyên chị là nên đến bệnh viện để khám. Bởi vì nếu vấn đề về viêm thanh quản ấy, thì là mỗi viêm thanh quản ấy, thì người ta sẽ tư vấn và soi, và tức là dưới ánh sáng nội soi sẽ phát hiện bệnh tích cho chị và sẽ tư vấn cho chị trực tiếp. Còn cái u nang của tuyến giáp ấy, thì trong trường hợp đã là u khối, có khối u, thì tuy nói chung chị cũng không nói là tức là nó vấn đề nó to nhỏ kích thước như nào, nhưng mà có thể kích thước mới đang nhỏ là mới bắt đầu. Dạ, thì có không thể vậy. Dạ, có thể khối u này ấy, nó sẽ chen ép vào cái dây thanh, nó cũng gây nên viêm, tức là nó cũng gây nên khan tiếng. Đấy, thì là chị phải đi siêu âm này, kiểm tra xem nó hai bệnh nó có liên quan đến nhau hay không. Và trong trường hợp khối u mà to đến nỗi ra phải nó chen ép để, tức là nó đã gây nên cái khan tiếng ấy, thì điều quan trọng nhất là chị phải phẫu thuật. Chứ bây giờ chị mà uống thuốc, tức là thuốc đông y hoặc là thực phẩm chức năng thì nó không giải quyết được. Bởi vì là chị như bản chất một khối u, thì chị nói đó là khối u nang, thì phía bên ngoài là nó có vỏ bọc, phía bên trong là nó có những cái tổ chức nước, tức là hoặc là nhầy. Đấy, thì là những cái trường hợp đấy thì chị phải phẫu thuật mới giải quyết triệt để của bệnh. Và quan trọng nhất là chị nên đi khám và được tư vấn thêm ạ. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn bác sĩ. Sớ dây thanh quản rồi ạ, bị sớ rồi. Chị hạt sớ dây thanh quản ạ. Dạ, hạt sớ nhiều đây là tổng nhiều. Chị đang theo dõi chương trình từ đầu đến giờ thì chị biết đấy, hạt sơ thanh quản thì có nhiều mức độ, có thể nó có thể điều trị được phương bằng phương pháp nội khoa, nhưng mà cũng có thể phải can thiệp phẫu thuật. Cho nên là chị khi nào có thời gian thì chị đến khoa tai mũi họng ở bệnh viện Hữu Nghị Đa Khoa, chúng tôi sẽ khám và tư vấn trực tiếp cho chị để có phương pháp điều trị cho chị một cách tốt nhất ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã gọi điện về cho chương trình ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhường thời gian cho anh Tuấn đến từ Bình Phước ạ. Xin được kết nối với anh Tuấn ở Bình Phước ạ. Xin chào anh ạ. Vâng. Xin chào bác sĩ ạ. Dạ, chào bác ạ.
À, cho tôi hỏi bác sĩ là cái Dạ, bác nói tiếp đi ạ. Alo. Chúng ta đã có một số trục trặc về đường truyền ạ, và chúng tôi xin được chuyển sang phần chia sẻ kinh nghiệm ạ. Vâng ạ. Trong mục chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời bác sĩ Chu Huy Anh sẽ đưa ra một số lời khuyên cho khán thính giả trong việc phòng bệnh viêm thanh quản được không ạ? Dạ. Bác sĩ. Về phòng bệnh viêm thanh quản thì cũng có rất nhiều phương pháp, nhưng mà trong những một số phương pháp như sau, trong trường hợp những người mà như lúc nãy tôi đề cập từ đầu đến giờ ấy, thì có những người mà phải sử dụng giọng nói nhiều, ví dụ như ca sĩ, những người bán hàng, phát thanh viên, thì những người này là phải sử dụng giọng nói nhiều nhưng dễ gây viêm thanh quản. Thì tôi điều bác sĩ khuyên đầu tiên đó là phải nói giọng nói đều, chậm rãi và tức là đủ ấm lượng âm sắc để cho người nghe được, mà cũng là mình không phải là sử dụng quá mức cái giọng nói của mình. Thứ hai nữa, trong những cái trường hợp ví dụ những cái giáo viên hoặc là giảng viên hoặc là những cái phát biểu, những cái có những người có những bài phát biểu ở những cái hội trường rộng lớn, thì khi đấy là phải dùng đến micro để hỗ trợ, hoặc là những cái phương pháp tức là hỗ trợ giảng dạy kèm theo để hạn chế được giọng nói của mình. Thứ hai nữa là những người làm trong cái môi trường độc hại ấy, thì là phải mang khẩu trang và có những cái bảo hộ phòng hộ, và những người và khi mà đi ra đường trong những cái lúc giao mùa, trong những cái lúc thời tiết thay đổi, thì phải có khẩu trang kèm theo và quàng khăn ấm cổ. Thứ tư nữa là về cái phòng bệnh ở những cái bệnh viêm thanh quản ấy, thì là những người mà có những cái bệnh liên quan, ví dụ vùng mũi họng đấy có những cái cộng hưởng âm thanh liên quan đến bệnh, thì nên điều trị, tìm nguyên nhân điều trị. Ở những người có cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản thì nên điều trị nguồn gốc là cái bệnh ở kia hội chứng trào ngược dạ dày thực quản đấy. Và điều nữa là khi mà tức là bệnh nhân mà có những cái triệu chứng về viêm thanh quản thì nên điều trị ở bác sĩ sớm để phát hiện và điều trị kịp thời. Và đặc biệt là lưu ý là nhiều người cứ nghĩ là viêm thanh quản hoặc là khan tiếng thì phải nói nhỏ đi, nói thâm, nhưng mà những cái đấy là vô hình dung đã làm cho cái dây thanh, khiến dây thanh căng thẳng hơn là giọng nói bình thường. Đấy, thì một điều nữa là chúng ta là phải thường xuyên tức là nhấp giọng, và tức là dùng nước ấm hàng ngày, dùng nước ấm ấy, nước muối xúc họng nước muối, cho nhiều người là cứ dùng những cái nước lành quá lành các thứ cũng gây nên viêm thanh quản. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Chu Kim Anh đã tham gia cùng chúng tôi trong chương trình này ạ. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết, và chúng tôi xin mời quý vị xem lại chương trình vào lúc 14:15 chiều thứ hai tuần sau trên sóng truyền hình NTV, và nghe lại chương trình vào lúc 7:00 chủ nhật hoặc 7:00 thứ năm tuần sau trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể xem lại trên website truyenhinhnghean.vn hoặc radiovietnam.vn. Trong chuyên mục sức khỏe của bạn tuần sau, chúng tôi sẽ tư vấn về chủ đề phòng và điều trị bệnh về da mùa đông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.